Nghi vấn Mai Phương Thúy thiếu công bằng bên đội Phạm Hương. Thưa quý vị, sau khi tập 3 của gương mặt thương hiệu lên sóng, Phần Thắng trong campaign quảng cáo mẫu sản phẩm thuộc về team Phạm Hương gây ra nhiều quan điểm tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Trong phần thi này, 4 thí sinh trong mỗi đội sẽ hóa thân vào vai 4 nữ thần trên đỉnh Olympia, quay quần bay lượn quanh mặt trời. Họ sẽ phải tạo dáng bay lượn với biểu cảm vui vẻ, hạnh phúc cùng thần thái kiêu hãnh quyền uy bên mẫu sản phẩm. Sau đó, người của ban tổ chức sẽ ghép 4 ảnh đẹp nhất của từng thí sinh trong mỗi đội để có kết quả tổng thể cuối cùng cho 3 team. Là phần thi đồng đội, mỗi cá nhân có vai trò rất quan trọng. Chỉ cần một người làm không tốt, kết quả của cả team sẽ bị ảnh hưởng. Khách mời đồng thời cũng là đại diện đến từ nhãn hàng là Mai Phương Thúy. Sau khi xem xét 3 bức hình của 3 team đã chọn chiến thắng dành cho team Phạm Hương. Tuy nhiên, với đa số khán giả, đây là một kết quả không thuyết phục. Nhiều người cho rằng Diệp Linh Châu và An Huy của đội Phạm Hương đã không làm tốt phần thử thách Photoshop. Nhưng nhờ người Photoshop kỹ càng, họ đã được khéo léo che đi khuyết điểm. Khi nhìn bức hình cá nhân của Diệp Linh Châu, rõ ràng thí sinh này không đạt yêu cầu về trạng thái gương mặt. Ngay cả Phạm Hương cũng đã rất bực mình khi thị phạm cho thí sinh của đội mình, mặt của em rất xấu. Thế nhưng khi lên hình cuối cùng, Diệp Linh Châu đã được thu gọn cơ thể cũng như tỷ lệ gương mặt để không bị quá phô và khéo léo giấu đi khuyết điểm. Thậm chí có vẻ như tà váy đã biến mất một cách tài tình và cánh tay của thí sinh này được kéo dài ra để trở nên thanh thoát hơn. Trong khi đó, team Hà Hồ và Lan Khuê được nhận xét làm tốt cả biểu cảm, tư thế cá nhân lẫn bố cục chung nhưng lại thua cuộc một cách đáng tiếc. Đặc biệt, nhiều khán giả tiếc nuối cho đội Hà Hồ khi cả 4 thí sinh đều có nụ cười tươi sáng, tạo dáng đẹp và chuyên nghiệp thì không có may mắn chiến thắng. Bức ảnh đội Hà Hồ bị cho là chỉnh sửa qua loa, cố tình chia hai nửa giống nhau về một phía tạo cảm giác thiếu cân xứng. Một khán giả nhận xét, lẽ ra đây là phần thi dành cho người đẹp design ảnh thì hơn. Rõ ràng bức ảnh của đội Hà Hồ thiết kế rất qua loa, còn đội Phạm Hương thì thí sinh đều bị lỗi tạo dáng mà vẫn được sắp xếp để tổng thể không bị mất cân đối. Khi Phạm Hương rõ ràng được Photoshop có chiều sâu hơn hai team còn lại, hai đội còn rất hời hợt, nhất là của team Hà Hồ, Photoshop cẩu thả để các bạn mẫu trông rất thô. Khán giả Neo Doxy bình luận, ban tổ chức nên công bằng hơn trong việc chỉnh ảnh, tổng thể đội Phạm Hương được đặt cách chỉnh sửa cho chỉnh chu, vừa khung mà hai đội kia không được thì hoàn toàn là thiên vị. Khán giả đã bị đánh lừa bởi thủ thuật rồi, nhận xét của Facebooker Bích Nguyễn. Sau khi tập 3 lên sóng mà cộng đồng mạng phát hiện ra sự liên quan một cách tình cờ giữa huấn luyện viên Phạm Hương và sản phẩm trong thử thách chụp hình campaign, có vẻ như cô chính là một trong những đại diện nhãn hàng này cùng Mai Phương Thúy. Chính vì điều này nên nhiều khán giả nghi ngờ sự công bằng trong việc đánh giá của Mai Phương Thúy, có chắc chắn rằng cô đã công tâm khi chọn đội chiến thắng mà không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Liệu rằng ekip sản xuất của gương mặt thương hiệu có sắp đặt trước kết quả dành cho đội Phạm Hương bởi cô đang là đại diện nhãn hàng. Khi nhận xét về đội Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê, Mai Phương Thúy nói rất kỹ càng, nhận xét từng thành viên, từng góc mặt hay tư thế. Tuy nhiên khi nhận xét đội Phạm Hương, cô chỉ nói về vẻ đẹp của Ngọc Lan và hoàn toàn cố tình quên nói về Diệp Linh Châu hay An Huy, hai thí sinh thể hiện kém nhất, đời nhất. Dường như thí sinh của đội Hà Hồ, Lan Khuê cũng không tâm phục khẩu phục kết quả mà Mai Phương Thúy đưa ra. Mai Ngô cay đắng nói sau khi công bố kết quả, lúc nào đứng nghe nhận xét cũng thấy không phải hụt hẫng mà là phẫn nộ, lúc nào cũng vậy. Ngay cả Lan Khuê cũng thừa nhận sự ấm ức. Thực sự, mình cảm thấy không hài lòng bởi vì mình nhìn được rõ ràng quá trình mà các bạn đã thể hiện. Có lẽ không phải kết quả của cuộc thi nào cũng công bằng như lời Lan Khuê nói với thí sinh sau khi thua cuộc. Ngày hôm nay chị phải công nhận một điều, mọi người làm rất tốt, từng người trong các em đã khiến chị rất hài lòng. Từ cách các em lên trên không, cách các em tạo dáng, tuy nhiên thì đây không phải là cuộc thi mà nó còn thể hiện cuộc sống của chúng ta ngoài kia. Mặc dù gây ra kết quả tranh cãi sau tập 3, thế nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả bởi còn rất nhiều thử thách kịch tính đáng để người xem chờ đón những tập sau. Khán giả đang háo hức chờ đến lúc đội Hà Hồ hoặc Lan Khuê chiến thắng, họ sẽ trả được